Ok và hello cho các bạn, mình là Ga đây và chào mừng các bạn đến với channel của mình ha. Thì hôm nay trong video này mình sẽ chơi một cái tựa game có tên là Thinking Simulator các bạn ơi. Cái tựa game này cái tên khá là lạ ha. Bây giờ mình nghĩ là bất kể cái gì trên thế giới này cũng có thể biến thành một cái tựa game simulator hết. Thì cái tựa game này là toàn là những cái emoji thôi, tức là những cái biểu tượng cảm xúc ở trong một cái phần mềm chat gì đó ha. Và nhiều bạn nói mình là quay tựa game này đi với vì tựa game này khá là hay ha. Chúng ta có thể làm nhiệm vụ nè, có thể rebirth nè, có thể sở hữu nón, pet các kiểu ha và chiến đấu với nhau luôn. Wow. Thì mỗi ngày đăng nhập nó sẽ cho mình một phần thưởng ha. Chúng ta có một ngày đầu tiên mình có một cái nón. Oh wow, một cái rương nón nè, daily reward ha. Gì đây? Một cái gói à, một cái gói bắt đầu à, starter pack. Ủa hình như là hai icon này nó giống nhau mà ta. À không, hình như một cái là nó nhạt màu hơn, và một cái đậm màu hơn các bạn. Và một cái bàn tay màu khác nè với lại một cái nón nè. Làm nhiêu tiền đây? Oh, cái này 149 Robux các bạn. Mình đang lăn tăn một cái việc suy nghĩ gì đó, không biết cái này có lợi hay không ha. Nó chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Ok, thử ha. 149 Robux là chúng ta có được một cái khuôn mặt màu cam cam ha. Cũng như là một cái bàn tay. Và đây nè, khuôn mặt của mình đã khác rồi các bạn ơi. Thì những người mới đầu vào thì khuôn mặt nó sẽ nhạt hơn ha. Còn mình thì khuôn mặt của mình nó đậm màu hơn. Lít chuột thì mỗi lần lít chuột nó cho mình hai cái khuôn mặt. Cái khuôn mặt là gì đây? Knowledge à, kiến thức à. Wow wow. Để mình qua bên đây mình coi đã. Bên đây có một cái là Top Brain Power, một cái sức mạnh trí não các bạn. Bên đây một cái là top coin, những người nhiều tiền nhất. Mình vẫn chưa biết có cách nào để mình có thể kiếm được tiền nữa. Bên đây là top rebirth luôn, holy. Top rebirth 15.000. Ghê á. Ok, mình có một cái rương các bạn ơi, một cái rương hồi nãy mình nhận được mà lúc đang nhập vào là Common Head Ray ha. Chúng ta sẽ nhận được cái gì đây? Oh, màu đỏ kìa. Rồi xong. Really man? Thiệt chứ luôn hả? Nó cứ nhảy tưng tưng qua tưng tưng lại mà nó cho mình một cái nón common nè. Buồn vậy. Cái thứ hai mình có một cái rương là uncommon nè các bạn. Vô vô vô. Đồ xịn đồ xịn đồ xịn. Rồi sao không hiểu luôn. Nó rất là khó ra được những cái nón epic các bạn ơi, với những cái nón bình thường. Mình có một cái bike, một cái nón của một cái người mà đi xe các bạn. Với là mình có gì đây? À mình có một cái auto licker. Wow. Thì cái auto licker này nó có 13 phút, 14 phút các bạn. Tự động lick à. Thì cái tựa game này đúng là khó hiểu thiệt luôn các bạn ơi. Chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều về cái tựa game này. Ở đây mình có gì đây? Ở đây một cái khu rebirth shop. Là khi chúng ta rebirth á, thì có thể mua được những cái vật phẩm rebirth ha. Ở đây là một cái shop bình thường. Ok. Emoji. Thì cái emoji nó cho mình một cái brain power ha. Sức mạnh trí não các bạn. Một lần. Sức mạnh trí não là một ha. Giá tiền là không, tức là miễn phí. Thời gian cooldown mỗi lần liên tục á, là 2 giây. À, cái của mình là 2 nữa các bạn ơi. Giá tiền là 250 ha. Tức là nếu chúng ta cày cuốc thì chúng ta vẫn có thể mua được 250 tiền. Ở đây mình có một emoji ngủ nè, sleeping nè. Tiền là 1.800 tiền ha. Thời gian cooldown 1.96 giây. Cái cuối cùng bao nhiêu ta? Rất nhiều khuôn mặt luôn. Khuôn mặt ninja nè, khuôn mặt của quỷ à. Khuôn mặt của một bạn nữ tóc trắng nè. Ninja các kiểu đồ. Sức mạnh brain power tới 100 lần. Tiền 24.000. Thôi vẫn còn cách bạn ơi. Vẫn còn Mario các kiểu luôn. Hải tặc luôn. Mặt tròn luôn. Toàn là những cái biểu tượng cảm xúc mà nếu các bạn mà xài Discord thì bạn thấy những cái biểu tượng này ha. Hồi đó là Yahoo các bạn. Đây bao nhiêu đây? 5 triệu tiền. Brain Power là 850 à. Tức là mỗi lần chúng ta lích chuột chúng ta sẽ tăng lên 850 điểm cái Brain Power các bạn. Thời gian cooldown là 1.5 giây ha. Nói chung là mình vừa lích chuột á thì mình vừa có cái Brain Power vừa có cái tiền luôn các bạn. À ở đây cái rank nè. Thì ra là việc chúng ta training cái Brain Power chúng ta lên thì sẽ lên được rank ha. Hiện tại mình là Nook Thinker. Nook Thinker. Cái tiếp theo á, Everest Thinker là 5.000. 5.000 Brain Power. Nhiều vậy. Bên đây có code đó các bạn. Thì mình vào cái tựa game này nó cũng hơi gấp ha. Cho nên mình chưa có biết những cái code. Nếu mình có biết code nào đó mình sẽ để trên màn hình cho bạn coi ha. Nhiệm vụ luôn. Ồ đây có nhiệm vụ đúng rồi. Một cái bộ xương. Skeleton Steve. Hello there. À, gì đây? Tôi tên là Steve và chào mừng bạn đến với nhà của tôi. Tôi đã chết rồi nhưng tôi vẫn cần cái gì? Cần sự giúp đỡ của bạn à? Ô, thật là tuyệt vời vì bạn đã giúp đỡ tôi ha. Thì nó ghi của mình á là tìm ra cái xương 10 khúc xương các bạn và RAM power lên 1.000. Đấy. Khúc xương ở trong nghĩa địa đúng không? Ở đây nè. Một cái. Đây, hai cái. Rất là nhiều người đã nằm xuống nơi đây các bạn. Rip thanh niên các kiểu. Ba cái. À, nãy giờ mình biết được auto licker là gì rồi. Nó tự động lick cho mình luôn. Mình không phải lick chuột. Hèn chi.
Nãy giờ mình thấy nghi nghi rồi. Không phải nó cộng dồn nha các bạn ơi. Sai lầm, sai lầm. Như vậy thì cái việc này nó cũng đâu có hiệu quả đâu. Sai rồi. Cho nên nếu mà nào mà muốn mua cái gói bắt đầu hồi nãy của mình á, 100 mấy chục robot á, thì nên bỏ ý định đi ha. Không nên, không nên. Lỗ các bạn. Thì sau nhiệm vụ đó mình được là một con chó, một con pet các bạn. Rồi, chín cục rồi. Kiếm khúc xương nữa coi. Xương đâu rồi? Và nó kêu mình phải sử dụng là cái review emoji nữa. Mình chưa có tiền. À đây, 10 khúc xương đi. Rồi, đủ rồi. Cái review emoji là một cái biểu tượng cảm xúc quỷ các bạn. Khá là tốn tiền ha. Hiện tại mới có 1000 mấy tiền thôi. Wow, 500 coin. Ở đâu tự nhiên có một cái rương trên trời rơi xuống vậy? 500 coin luôn. Ghê ta. Cái gì mà kỳ. Ai tới trước người đó giành thôi. Không có gì phải kỳ cục hết các bạn. Ai mà tới trước thì người đó sẽ được sở hữu cái rương thôi. Ở đây chúng ta có một cái gì đây? Một cái cánh cổng bí mật dẫn tới một cái nơi gì đó bí mật. Coming soon. À chưa tới. Ở đây mình thấy có con gà nè. Wow. Ở đây là một cái vòng quay. Một cái vòng quay thì phải join group à. Ok. Nó giống như từ game mining á. Các bạn hãy join vào cái group đó thì mỗi ngày hay gì đó chúng ta sẽ nhận được một cái vòng quay. Coming soon. Ở đây có một cái thanh niên gì đây? Một ngôi nhà các bạn ơi. Ở đây có một cái nhiệm vụ nè. Tôi khá là mệt ha, bởi vì cái việc lướt ván làm tôi kiểu như bị trễ giờ gì đó các kiểu ha. Thì nhiệm vụ thanh niên này yêu cầu là mình sử dụng một cái sleepy emoji ha. Kiểu như mình lướt chuột tới một cái mức nhất định của cái sleepy emoji này là hoàn thành 100% ha. Và tìm cái quả bóng 5 cái. Game power lên 200. Ủa cái này còn nhanh nè. Dội thanh niên kia. Ơ chưa. À đi hướng này trời ơi. Hình như là mỗi thanh niên sẽ nhận được một cái vị trí khác nhau các bạn, không ai giống ai hết. Ok, ở đây mình có một trái banh thứ tư. Đây, trái banh thứ tư. Ở trên đây có một cái chỗ gì đó nữa nè. Lighthouse. Một cái ngọn đèn hải đăng. Không có gì trong đó hết. Wow, và ở đây có một cái nhiệm vụ thứ ba ha. Tức là sẽ có 3 nhiệm vụ ở trong cái khu vực này. Thanh niên này đeo một cái mặt nạ. Rồi, mình vừa nhận nhiệm vụ của thanh niên đó. Thì nó sẽ kêu mình sử dụng là cái emoji hình con mèo các bạn ơi. Và tìm trái dừa ha, tìm 5 trái dừa. Cũng như là cái Grand Power mình lên là 500. Đây, một trái dừa đây. Ô, trái dừa. Wow. 2 3 4. Cái bộ trái dừa dễ tìm hơn các bạn, đây nè 5 nè. Rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm một trái banh nữa. Kiếm một cái trái banh nữa là mình đủ những cái nhiệm vụ đi tìm những vật phẩm rồi. Đúng không? Tìm xương là 10 nè. Tìm dừa là 5 nè. Và tìm quả banh là 5 ha. À đây. Nằm tuốt trên đây nè. 5. Ok, bây giờ mới để ý ở đây có một cái là PvP nè. Không biết mình chiến đấu kiểu gì ta. Không biết luôn. Ok, mình sẽ vào shop để mình coi mình mua được những cái vật phẩm tiếp theo chưa. Emoji. 2200 tiền rồi đó. 600 tiền. 1200. Sleepy nè các bạn ơi, đủ tiền rồi. 1800 ha. Mua. Mình có một cái Sleepy emoji. Cộng tới 8 nữa các bạn, rất là nhiều. Wow. Bây giờ thì nhiệm vụ đó nó kêu mình là tới 200 à. 200. Vừa làm vừa bấm được không? Được đúng không? Như vậy mình phải click 100 cái các bạn. Một cái click là lên được 1% thì phải. Thì xong cái nhiệm vụ này mình chỉ nhận được một cái rương thôi, một cái rương uncommon thôi. Wow. Làm khá là chua. Mà không biết là những cái người này, tức là những cái người mà cho nhiệm vụ như là Surfer Tony nè, xong nhiệm vụ thì nó cho mình nhiệm vụ tiếp theo hay không ha. Mình nghĩ là có. Sai. Gain Brand Power at the beach nè các bạn, ở bãi biển ha. Và đi xuống đây nó mới lên. Đó, biết ngay mà. Mém hố rồi. Wow, một cái yêu cầu nó gài bẫy mình ha. Ở những cái nhiệm vụ dưới thì nó không cần yêu cầu mình là ở đâu hết. Còn cái nhiệm vụ trên thì nó phải yêu cầu mình là ngay bãi biển. Đấy các bạn thấy không? Ba cái thanh nhiệm vụ nó tăng cùng một lúc. Holy moly, nãy giờ lết chuột khá là mỏi tay các bạn, muốn thay con chuột mới luôn. Nó mới có 53% thôi. À quên, nãy giờ mình trong cái tựa game này mình chưa giới thiệu với các bạn những game pass đúng không? Thì chúng ta hãy cùng xem coi là những game pass nó sẽ có cái gì ha. Rồi ok, 56% dừng lại chút xíu đi. Tắt này xuống. Ok, vừa đi vừa lết chuột ha. Chúng ta sẽ coi game pass, mình có một cái VIP. Nếu có số robot đó thì bạn sẽ bấm vào ha, còn mình thì mình không bấm vào, hoặc là bạn ra bên ngoài cái trang web á bạn coi ha. Như VIP là 200 robot thì phải. Nó sẽ có những cái công năng của những game pass đó luôn. Radio nè. Rồi nhân 2 tiền ha. Nhưng 2 tiền để mình mua được những cái emoji cao hơn để hoàn thành nhiệm vụ. Rồi một cái là no cooldown. Và cái no cooldown này là 5000 robot đó các bạn. Tức là sẽ không có thời gian hồi ha. Và chúng ta sử dụng auto leak.
Rồi có một cái nữa là extra head ha, một cái mình có thể mở rộng những cái nón mình ra rất là nhiều. Rồi cái tiếp theo là nhân tốc độ chạy nè, speed các kiểu ha. Wow, cái từ game này nhiều dữ vậy. Rồi Golden Thinking ha, một cái combo mới các bạn, một combo Golden ha. Rồi Zed Lightning các kiểu. Chắc cái Zed Lightning này để cho chế độ chiến đấu các bạn, PUB ha. Nhân hai game nữa nè, không biết game nhận ở đâu luôn. Rồi tiếp theo nữa là một cái gói nhảy ha, một cái gì đó nhảy nhảy trong game. Một cái skip ray nè, giống như từ game mining là mình có thể bỏ qua, mình không cần phải chờ thời gian nó mở rương ha. Và cái cuối cùng là nhân hai máu. Nhân hai máu thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong cái việc chúng ta đi chiến đấu á. Ok, vậy là hết rồi đúng không? Coin là mua tiền, 1000 coin, 5000 coin, 1000 coin, 5000 coin bao nhiêu tiền ta? Mình tắt đi ha, nó bị lag rồi. Nhiệm vụ mình được bao nhiêu rồi? 56% à. Gì kì á? À 70 robot được 5000 tiền các bạn ơi. Mình nghĩ là cũng hơi rẻ ha. Được, không sao. Oh my god. Nãy giờ sai lầm rồi. Cái khu vực ngoài kia là Iceland các bạn ơi, có một cái tấm bảng là hòn đảo ha, trong đây mới là bãi biển nè. Trời ơi. Mà không sao thì này nó chỉ kêu mình có 200 cái điểm brand power thôi. Ở khu vực cát này là bãi biển, còn khu vực ngoài kia là hòn đảo rồi. Mình làm xong nhiệm vụ này mình lên tiền luôn các bạn, rất là nhiều tiền luôn, 6000 mấy trăm tiền luôn nè. Và hư hết con chuột rồi. Chuẩn bị được 80% rồi và mình vẫn có thể bỏ qua nhiệm vụ nha các bạn. Và có một cái chế độ VIP để mình lát mình làm cho nhiệm vụ này mình sẽ thử cho bạn coi ha. Chỉ còn khoảng 15% nữa thôi. Còn mình nghĩ cái game á, cái game là mua ở cái shop Rebirth nè. Nó giống token ở trong Mining Simulator ha. Ok, 99%, 100%, yay. Như bạn thấy thì mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ là Surfer Tony rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở về để mình trả nhiệm vụ ha. Ta-tan. Ok, mình có một cái rương Uncommon Chest các bạn. Và có cho mình nhiệm vụ tiếp theo không ta? Ok. Bây giờ mình sẽ... Ô, mình có cái nón nè. Đẹp không? Wow. Một cái nón... cái nón gì á? Cái nón đua xe các bạn. À, mình có một cái rương nón tiếp theo mở ra luôn. Không biết có công năng gì không ta? Cái này mình ninja gì? Cái này phải ninja đâu? Wow, mình có một cái sừng Uncommon. Cái này là cái nón Biker. À, bây giờ mình mới nhận ra là bây giờ cái thằng đó cho mình tiếp nhiệm vụ tiếp theo ha. Kiểu như mình không cần phải nói chuyện nữa, cứ làm xong một nhiệm vụ thì nó sẽ tự động chuyển cho mình nhiệm vụ tiếp theo luôn. Nhiệm vụ tiếp theo sử dụng cái Sleep Emoji và vẫn tiếp tục như vậy ha. Bây giờ mình đang có là 9000 tiền rồi. Cái Cat Emoji và Devil là bao nhiêu tiền? Mình có một cái Devil Emoji là 3600 tiền nè, đủ tiền mua rồi ha. Cái Cat Emoji là 4200 tiền, dự săn luôn. Thì có lẽ mình sẽ mua. Để nếu ví dụ mình muốn chơi từ game này nữa thì mình sẽ cày cuốc ha và làm offline ha. Thì bây giờ mình sẽ bật cái chế độ PUBG coi, để coi nó làm gì đây. Hello. Oh my god, đưa mình vô cái gì vậy? Bây giờ sao chơi? Giờ sao chơi? Mấy thanh niên ơi. Ok, bây giờ mình sẽ kêu gọi tất cả thanh niên vào chế độ PUBG để chiến đấu. Ôi. Bắn như The Flash vậy, tia chớp vậy. Nhất Dương Chỉ, tuyệt chiêu. Nhất Dương Chỉ. Ây da, đầu thế, dội xong hy sinh luôn. Khá là đau các bạn. Bắn khá là thốn. No way. Thì sau khi mình thua hay mình chiến thắng thì nó sẽ tắt chế độ PvP ha. Thì cái Rebirth ha, Rebirth là đầu tiên nó cho mình 2 game. Phải không ta? Không, 20 game các bạn. Và cái việc mình luyện cái trí não mình lên sẽ được nhân 2 ha. Và số tiền mình phải trả là 2 triệu rưỡi tiền. Và tất cả những game pass thì mình sẽ không bị mất ha. Ok, thì thật sự từ game này quá kỳ lạ các bạn, nó làm mình suy nghĩ rất là nhiều về cách chơi của nó ha. Và mình sẽ kết thúc video tại đây và hy vọng bạn sẽ thích video này. Đừng quên để lại một like cũng như hãy đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.